Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 6 tháng 11 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ, bước vào chi tiết bản tin. Huấn luyện viên Nam Định cập nhật chấn thương của Văn Toàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik lại lo lắng. Trước trận đấu tiếp theo tại AFC Champions League 2 của Nam Định, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ về chấn thương của Văn Toàn. Văn Toàn hiện đang chấn thương và chưa thể trở lại. Cậu ấy là một trong những cầu thủ chất lượng. Sự vắng mặt của Văn Toàn sẽ gây ra một vài bất lợi cho chúng tôi ở nơi hành lang cánh phải. Tuy nhiên, cầu thủ còn lại của chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được vị trí của Văn Toàn để lại. Văn Toàn gặp chấn thương cổ chân chưa hẹn ngày trở lại. Anh đã vắng mặt trong một vài trận đấu của Nam Định thời gian qua. Cầu thủ này đang phải tập hồi phục theo chế độ riêng. Đây quả thực là tín hiệu đáng quan tâm đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình lên danh sách cho đợt tập huấn Hàn Quốc vào cuối tháng 11 này. Trở lại với trận đấu của câu lạc bộ Nam Định, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đánh giá về đối thủ từng cầm hòa họ 3 đều ở lượt đi. Sau trận hòa 3 đều trên sân khách trước Tampines Rover, chúng tôi chuẩn bị tốt cho trận lượt về trên sân nhà. Đây là trận đấu quan trọng vì nếu giành 3 điểm, cơ hội đi tiếp của Nam Định là rất lớn. Chúng tôi tập luyện và sẵn sàng trận đấu với đối thủ đến từ Singapore. Trận lượt đi, việc được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là lợi thế lớn của Tampines Rover, trong khi chúng tôi chỉ có 2 buổi tập làm quen sân. Còn lần này, Nam Định phân tích đối thủ và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của họ. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước Tampines Rover. Về lực lượng, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định vẫn sẽ sử dụng nhiều cầu thủ ngoại do lịch thi đấu dày. Những cầu thủ không được đăng ký tại V-League sẽ tập trung thi đấu tại đấu trường châu lục. Trận đấu thép xanh Nam Định và Tampines Rover sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 11 trên sân vận động Thiên Trường. Thủ môn Đà Nẵng xuất ngoại 5 ngày rồi phải quay xe vì lý do bất khả kháng. Lãnh đạo câu lạc bộ Đà Nẵng xác nhận với báo điện tử VTC News. Chúng tôi đã phải gọi Hồ Tùng Hân trở về Việt Nam chỉ sau vài ngày cậu ấy ra nước ngoài. Đây là quyết định bất đắc dĩ khi đội bóng không còn thủ môn nào ngoài Phạm Văn Cường. Tùng Hân vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lai. Đà Nẵng gặp khó khăn rất lớn ở vị trí thủ môn thời gian qua. Ở trận gặp Công an Hà Nội mới đây, họ đã phải thay thủ môn giữa chừng. Đặng Tuấn Hưng chấn thương, Phạm Văn Cường buộc phải vào sân thay thế. Tuy nhiên, cựu thủ thành đội tuyển quốc gia đã lớn tuổi và rất cần một phương án dự phòng đủ tốt tại V-League. Vì thế, Đà Nẵng đã quyết định đưa Hồ Tùng Hân trở lại. Trước đó, thủ môn Hồ Tùng Hân đã hoàn tất các thủ tục để đến với câu lạc bộ Balestier Khansa. Anh sẽ đầu quân cho đội bóng thuộc top 4 giải vô địch quốc gia Singapore theo bản hợp đồng kéo dài 5 tháng. Điểm mạnh của Hồ Tùng Hân là khả năng chơi chân tốt. Đây là lý do mà Khansa muốn bổ sung ở vị trí người gác đền. Đáng chú ý, thủ môn sinh năm 2003 chưa từng ra mắt ở đội 1 Đà Nẵng. Điểm sáng duy nhất của anh là từng khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Đinh Thế Nam, nhưng anh cũng chỉ là lựa chọn dự bị cho Cao Văn Bình. Cũng bởi lối đá dâng cao và thường tham gia vào tình huống bóng mà Tùng Hân từng có kỷ niệm đáng quên. Anh chính là người phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Brunei tại giải vô địch Đông Nam Á 2022. Sau đó, cầu thủ này không được tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Nhìn chung, việc một đội bóng ở Singapore để mắt đến cầu thủ trẻ Việt Nam cũng là điều hiếm hoi. Balestier Khansa đang đứng thứ tư ở giải Singapore Premier League 2024-2025 với 26 điểm sau 18 trận, kém được đầu bảng Lion City Siloam đến 13 điểm. Danh sách đề cử quả bóng vàng Việt Nam đầy những bất ngờ. Ngày 5 tháng 11, giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2024 đã chính thức khởi động với buổi họp báo công bố thể thức bầu chọn. Đặc biệt, danh sách đề cử năm nay mang đến nhiều bất ngờ khi những cầu thủ trẻ đầy triển vọng sẽ tham gia cuộc đua cùng các ngôi sao kỳ cựu của tuyển Việt Nam. Trong hạng mục quả bóng vàng nam, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Dù trước đây từng là trụ cột quan trọng của đội tuyển Việt Nam, nhưng ở mùa giải này, Công Phượng chỉ để lại dấu ấn mờ nhạt khi thi đấu cho câu lạc bộ Bình Phước và không có sự đóng góp nổi bật trong các trận đấu quốc tế. Trước đó, anh cũng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và chủ yếu ngồi dự bị trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Mặc dù vậy, những người đồng đội cũ tại Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Văn Thành, Hồng Duy và Văn Toàn tiếp tục góp mặt trong danh sách. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của một loạt cầu thủ trẻ hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đua hấp dẫn. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang, Vĩ Hào và đặc biệt là Thái Sơn đã khiến nhiều người bất ngờ. Thái Sơn là cầu thủ trẻ xuất sắc khi lọt vào đội hình tiêu biểu V-League và cùng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng tại Cúp Quốc gia. Sự góp mặt của những tài năng trẻ này chắc chắn sẽ tạo ra một làn gió mới trong cuộc đua quả bóng vàng khi họ đang sẵn sàng đối đầu với các đàn anh. Tuy nhiên, cuộc đua chính vẫn xoay quanh những ngôi sao kỳ cựu, những cầu thủ nổi bật trong đội tuyển Việt Nam như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức,
Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Quang Hải. Nhìn chung, lá phiếu bầu chọn của Áng Vàng sẽ phần lớn được quyết định bởi màn trình diễn của các cầu thủ tại AFF Cup 2024, trong khi ở giai đoạn trước đó, không ai thực sự nổi bật ở V-League hay đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý khác là Hoàng Vũ Samson. Dù đã 36 tuổi, nhưng anh vẫn duy trì phong độ ổn định và là nhân tố quan trọng giúp câu lạc bộ Quảng Nam trụ hạng tại V-League. Việc anh tiếp tục được đề cử cho danh hiệu của Áng Vàng là minh chứng cho khả năng duy trì đỉnh cao phong độ của tiền đạo này trong suốt những năm qua. Câu lạc bộ Malaysia thắng sốc nhà vô địch Hàn Quốc. Tối ngày 5 tháng 11, Johor Darul Tazim có cuộc tiếp đón Ulsan Hyundai, nhà vô địch của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2024-2025. Ở trận đấu này, đại diện của bóng đá Malaysia bất ngờ giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 3-0 trên sân nhà Sultan Ibrahim. Đáng chú ý, Johor Darul Tazim đã thực hiện số cú dứt điểm gấp gần 3 lần so với đối thủ. Đây là một kết quả khó tin, bởi chỉ vài ngày trước, Ulsan Hyundai đã dễ dàng vô địch K-League One 2024 sớm trước hai vòng đấu. Sự vượt trội về số lượng ngoại binh là yếu tố quan trọng, giúp Johor dễ dàng thắng dễ Ulsan. Ở trận đấu này, đội bóng Malaysia tung tới 10 cầu thủ ngoại binh ở đội hình xuất phát, trong khi Ulsan Hyundai chỉ có 4 ngoại binh. Trên ghế dự bị, Johor Darul Tazim cũng có tới 4 ngoại binh khác, bao gồm cựu sao của Real Madrid Jesse Rodriguez. Ngay ở phút thứ 8, Arif Ayman đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Anh đã có 4 bàn thắng sau 4 lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2024-2025. Tuyển thủ người Malaysia đang xếp thứ 2 trong danh sách các ngôi sao ghi nhiều bàn thắng nhất ở khu vực miền Đông tại AFC Champions League Elite mùa này. Sang hiệp 2, Johor Darul Tazim ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 67 và phút 88 nhờ những pha lập công của Oscar Arribas và Bergson để ấn định chiến thắng 3-0. Với thắng lợi này, Johor Darul Tazim leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông, chỉ kém đội dẫn đầu Vincent Kobe 3 điểm. Trong khi đó, Ulsan Hyundai tiếp tục đứng cuối bảng với 4 trận toàn thua. Đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam vào bán kết sớm giải Futsal Đông Nam Á 2024. Toàn thắng cả 3 trận, nên nếu đội tuyển Futsal Thái Lan đánh bại đội tuyển Futsal Malaysia, họ sẽ cùng đội tuyển Futsal Việt Nam giành hai vé của bảng A vào bán kết. Đẳng cấp vượt trội hơn, nên đội tuyển Futsal Thái Lan đã chơi lớn lướt hơn. Dù phải thắng mới sống lại hy vọng đi tiếp, nhưng Malaysia đã không thể chống đỡ trước các pha tấn công của đội chủ nhà. Dù vậy, Malaysia cũng chơi khá kiên cường và phải sau 10 phút, Thái Lan mới có bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền của đồng đội, Moon Phai dứt điểm trực diện, đưa bóng lọt qua tay thủ môn đối phương và đi vào lưới. Cuối hiệp 1, Kelbarachan đệm bóng cận thành để nhân đôi lợi thế cho đội chủ nhà. Trong hiệp 2, Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận. Dù vậy, đội chủ nhà không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Malaysia chơi trong thế còn nước còn tát. Những nỗ lực của đội bóng này đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau quả đánh đầu của đội trưởng Hanifa ở phút 30. Bàn thắng của Malaysia giúp cho trận đấu trở nên cởi mở hơn bằng thế trận ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Hai đội tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau. Phút 34, Charampong tung cú sút xẹt trái góc rất hiểm sau quả đá biên của đồng đội để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Không còn gì để mất, Malaysia dùng chiến thuật power play khiến khung thành bỏ trống. Dù có nhiều cơ hội, nhưng các chân sút chủ nhà lại không thể đưa bóng đi thẳng vào khung thành trống của đối phương. Tuy nhiên, tỷ số 3-1 là đủ để Thái Lan giành trọn 3 điểm trong trận đấu quyết định. Sau 3 trận, cả đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Thái Lan đều có 9 điểm tuyệt đối để chia nhau hai vị trí dẫn đầu, hơn đội đứng thứ 3 đến 6 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận. Điểm số rất an toàn này đã giúp đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Thái Lan sớm giành hai vé tại bảng A và bán kết. Cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt cuối có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.